Chào mọi người nha, ngày hôm nay mình sẽ quay video cho mọi người xem là cái một ngày làm việc của mình ở bên nước Mỹ như thế nào nha mọi người. Ngày hôm nay mình làm cơm chiên cho con trai mình nó ăn, chút nữa có chị nó ăn. Hôm nay mình thức sớm hơn mọi bữa cho nên là ra chiên cơm cho nhỏ ăn. Trong đây nó có là spam rồi trứng và hành thôi, rất là đơn giản mọi người, cho bé ăn sáng vậy là cũng đủ chất rồi. Và lát nữa mình sẽ nướng cái bánh này để làm video bên cái kênh Kim Minh Vlog đó mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Kim Minh Vlog, kênh ăn uống của mình nha. Tiếp theo là mình pha một ly cà phê để ăn sáng cho nó tỉnh táo nha. Và tiếp theo mình sẽ pha cà phê cho ông xã mình. À, chút có gì ông thích gì ông uống mà mình khỏi phải pha. Tại mọi khi là mình ngủ trễ, ông thức sớm hơn mình. Ngày hôm nay mình thức sớm hơn ông cho nên mình sẽ làm cà phê cho chồng. Để chút ông dễ ông khen coi. Các bạn biết không? Okay. Rồi đẩy sát vào, bật nút lên, vậy là xong. Hồi nãy giờ mình khởi động cái máy, mình làm cho cái máy nó nóng. Nóng lên rồi bắt đầu mình mới bỏ cái bánh vào nướng. Bây giờ mình sẽ giảm cái nhiệt độ lại. Giảm nhiệt độ lại rồi cái bánh nó chín bọn là mình thử thức thôi. Tiếp đến là mình sẽ chuẩn bị buổi trưa, còn mình sẽ xem coi mình bữa nay mình muốn ăn cái gì và mình sẽ lục tủ lạnh rồi bỏ ra ngoài để một chút xíu sau là ở đâu nó đã đâu mình mới có thời gian để mình có thể chế biến nó. Rồi bây giờ mình đã lục ra được hai món, một món là sườn. Sườn này mình đã chặt cái sẵn rồi, còn cái này là khớm. Một tí xíu nữa mình sẽ làm cái món sườn xào chua ngọt cho cả nhà ăn cơm. Và tiếp theo là mình sẽ làm bữa ăn sáng cho ông xã mình. Mình đã chuẩn bị trứng, hành và spam và một hộp cá mồi cà nè mọi người. Mình sẽ làm bữa ăn sáng cho hai cha con ở nhà ấy. Em này nó đã chín rồi mọi người, mình sẽ chiên lên cho nó giòn giòn, nó thơm thôi. Uống ít thôi con, uống nhiều quá thức. Đê. Rồi chào cả nhà nha, mọi người cùng ăn sáng với em và con em nha. Chào đi con, hai mọi người đi. À, ba nó thì ăn bánh mì với trứng đồ, còn hai mẹ con em ăn cơm chiên. Nào con.
cô hả? Giỏi quá. Mới đưa ảnh ông hút ảnh cái anh kéo một khúc một người kéo một cái một khúc à, mà bây giờ bắt đầu mình sẽ giặt đồ. Mình sẽ dùng hai miếng giấy thơm. Đây là hộp giấy thơm và bữa mình có làm cái video giới thiệu về giấy thơm này mọi người. Mình bỏ vào cho cái máy sấy để nó sấy cái quần áo. Mình bỏ giấy thơm như vậy để mình hạn chế và dán đồ nó vô quần áo mình đó, nó làm ổ và nó làm hư quần áo của mình đó. Đó, bây giờ mình sẽ dặn máy lên cho nó sấy. Đó. Giờ mình tới cái phần cái máy giặt. Sẽ bỏ cái nước giặt vào ở bên đây là giặt bằng xà bông nước không à, đồ nó sạch mà nó không có bị dính xà bông á các bạn. Đây là cái nước xả vải. Nếu như các bạn muốn biết cái loại này các bạn quay về coi cái video mà mình có làm video giới thiệu về những cái sản phẩm này nè, nó công dụng như thế nào và sử dụng ra sao thì mọi người tìm lại video cũ mà xem ha. Đó, rồi bắt đầu mình chỉ cần bấm nút thôi. Vậy là xong. Xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đem cái bánh ra và mình chuẩn bị quay video. Thường là mình sẽ dành thời gian buổi trưa khoảng thời gian này nè. Thì thay vì mình ăn cơm mà mình không ăn cơm, mình sẽ để dành thời gian cái bụng của mình để mình ăn những cái món ăn và mình quay video, mình up lên cái trang Kim Minh Vlog. Và mình quay video xong rồi chút rồi bắt đầu cái chồng con mình sẽ ra ăn cơm sau. Thì giống như là hai vợ chồng ăn khác nhau, không có ăn chung với nhau. Tại vì mình ăn, mình để dành bụng mình ăn để quay video. Và nếu như mình ăn luôn cái phần cơm mà chung với chồng nữa thì nó sẽ rất là mập và mình hạn chế điều đó. Đó. Thì xong thì khoảng tầm 2 hoặc 3 giờ là mình quay và một hoặc hai cái video nói về những cái chủ đề về cuộc sống bên Mỹ hoặc những cái gì mà mình biết, mình sẽ quay những video đó. Và thời gian còn lại là mình sẽ để dành để chỉnh video. Có khi là mình sẽ đi tương tác với tất cả mọi người, hoặc là buổi chiều khoảng 6 giờ là bắt đầu mình sẽ livestream nói chuyện với tất cả mọi người từ 6 giờ đến 9 giờ. Thì trước cái thời gian đó mình sẽ tranh thủ lo cho con tắm rửa và cho ăn uống xong rồi bắt đầu cái mình mới quay video và live trực tiếp nói chuyện với tất cả mọi người. Sau 8 giờ 9 giờ đó thì mình sẽ lên cái laptop và mình ngồi lên máy và bắt đầu mình up video lên cái kênh YouTube của mình. Và mình cài đặt những cái status cũng như là những cái hình ảnh, mình chỉnh sửa hình ảnh để mình làm thumbnail đó các bạn. Thì thời gian sau khi mà 10 giờ 11 giờ rồi á thì mình mới dành thời gian mình làm những việc đó. Khoảng tầm 11 12 giờ là mình mới xong việc và rồi mình mới đi ngủ. Đó là một cái thời phát biểu của mình ở bên Mỹ. Thì có những người họ nói là mình ở nhà không có làm gì hết, nhưng mà thật sự những cái lịch trình mà mình làm hầu như là nó không có thời gian luôn các bạn. Và chưa kể là ngày thứ 3 và ngày thứ 5 mình phải dành thời gian để đi học từ 6 giờ, từ 7 giờ cho đến 9 giờ là cái thời gian lúc đó là mình dành thời gian để đi học. Thì thường thứ 3 hoặc thứ 5 mình sẽ livestream trễ, hoặc có khi là mình sẽ up video sẵn mà mình không có livestream nói chuyện với tất cả mọi người, thì mình sẽ up video để cho tất cả mọi người có video xem. Đó, thì thời phát biểu của mình là như vậy đó mọi người. Và cái công việc hàng ngày của mình nó diễn ra đều như vậy, và nó làm cho mình cũng đỡ nhớ nhà hơn, đất nước xa lạ. Và
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Minh ngày hôm nay nha. Và xíu nữa Minh sẽ quay video ăn bánh pizza các bạn xem nè. Mình đã nướng xong cái bánh pizza rất là ngon rồi các bạn. Và mong là mọi người hãy qua cái kênh Kim Minh Vlog ủng hộ kênh cho Minh nha. Cái kênh đó là Minh sẽ làm những video ăn uống. Và mong là những người nào đó có cái tâm hồn ăn uống sẽ qua bên cái kênh ủng hộ Minh nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Minh ngày hôm nay. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau.